Xin chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp và tôi là Thanh Hà, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào vùng biên giới do đoàn kinh tế Quốc phòng 799 Quân khu 1 thực hiện. Đoàn kiểm tra chỉ ra các tồn tại hạn chế như dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế quốc phòng Bảo Lạc Bảo Lâm, tiến độ thi công một số công trình còn chậm. Một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, phương tiện và vốn cho thi công xây dựng. Việc ghi chép nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công của các nhà thầu có nội dung chưa đầy đủ, chưa kịp thời. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các nhà thầu tăng cường trách nhiệm giám sát, rút kinh nghiệm từ nguyên nhân hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra. Qua đó có những tính toán điều chỉnh thi công quyết liệt để đưa các dự án hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng đúng theo thiết kế, góp phần trực tiếp giúp địa phương đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào các dân tộc biên giới nâng cao chất lượng đời sống. Tại Vĩnh Phúc đã diễn ra hội nghị bàn giao tiếp nhận nguyên trạng sư đoàn bộ binh 304 thuộc quân đoàn 2 về quân khu 2 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại diện lãnh đạo quân đoàn 2 đã thông qua biên bản bàn giao về chức năng nhiệm vụ, tổ chức biên chế, tổ chức đảng, đảng viên, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất. Tình hình đội ngũ cán bộ nhân viên chiến sĩ nguyên trạng của sư đoàn 304 về quân khu 2. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 2 yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục chủ động bám nắm đơn vị, kịp thời tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh cũng như chỉ đạo hướng dẫn sư đoàn 304 nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao năm 2023. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 sư đoàn, sư đoàn 304 và sư đoàn 306 thuộc Quân đoàn 2 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều chuyển nguyên trạng về quân khu 1 và quân khu 2. Tại trường bắn quốc gia khu vực 3, sư đoàn 7 quân đoàn 4 mới đây đã tổ chức diễn tập có bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên năm 2023. Cuộc diễn tập thực binh có đề mục tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự tại điểm cao 98 trên địa bàn Trung Du tập trung rèn luyện phương pháp tác phong công tác hiệp đồng tác chiến, kỹ năng xử trí tình huống của người chỉ huy và chiến sĩ trực tiếp chiến đấu. Được huấn luyện, hợp luyện chặt chẽ, thuần thục về kỹ chiến thuật, cùng với sự vận dụng linh hoạt triệt để địa hình, địa vật, tính năng tác dụng của các loại vũ khí, lực lượng dự bị động viên của Sư đoàn 7 đã lần lượt đột kích tiêu diệt hầu hết các mục tiêu được giao, hoàn thành nhiệm vụ diễn tập đúng ý định. Kết quả diễn tập là cơ sở để Sư đoàn 7 tiếp tục triển khai các biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng động viên, khả năng hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Trên cơ sở kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn vướng mắc và thống nhất các giải pháp khắc phục trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm 2024, theo đó, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp sẽ tập trung thực hiện đúng quy trình trong công tác tuyển quân ở các cấp. Giao trách nhiệm cho cấp huyện, xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác ba cử, bốn công khai, chú trọng tuyển số thanh niên có trình độ cao đẳng đại học, có tay nghề chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của quân đội công an để tạo nguồn phát triển lâu dài. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 Kanun, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra nhiều ngập lụt, lóc xoáy, sạt lở đất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp cùng các lực lượng, cấp ủy chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trên địa bàn xã Mừng Lèo, huyện Xóp Cộp, tỉnh Sơn La cũng xảy ra mưa to gây sạt lở một số tuyến đường trên địa bàn xã, gây ảnh hưởng đến một số diện tích hoa màu của nhân dân đồn biên phòng Mường Lèo đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục một số điểm sạt lở đất trên địa bàn xã. Dự báo thời tiết thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Lèo và chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền cảnh báo nhân dân, chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời sẵn sàng bố trí lực lượng phương tiện ứng trực, bảo đảm an toàn cho nhân dân khi có tình huống xảy ra. Sáng nay, Ban Liên lạc Tiểu đoàn Bộ binh 83 tỉnh đội Quảng Ngãi đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tiểu đoàn, mùng 3 tháng 8 năm 1963, mùng 3 tháng 8 năm 2023. Tiểu đoàn Bộ binh 83 là đơn vị vũ trang cấp tiểu đoàn đầu tiên của tỉnh được thành lập trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi thành lập, tiểu đoàn 83 được biên chế thành 3 đại đội bộ binh và một đại đội hỏa lực. Trong những năm tháng kháng chiến và sau ngày đất nước thống nhất, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 83 luôn giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 12 tháng 9 năm 1975.